khi những kẻ chống cộng bị bóc mẽ. Mới đây, các kênh truyền thông hải ngoại như VOA, RFA, Việt Tân đua nhau lan truyền những video clip về việc một số người gốc Việt sống tại Mỹ biểu tình phản đối ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhân dịp ông Thưởng tới Mỹ dự hội nghị APEC 2023, theo lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo thông tin của mấy kênh này thì có khoảng 200 người tham gia các cuộc biểu tình nói trên và những người này nói rằng họ tổ chức biểu tình để phản đối sự hiện diện của ông Võ Văn Thưởng và lãnh đạo Việt Nam là những kẻ cầm quyền đã đưa dân tộc Việt Nam đến chỗ nghèo nàn lạc hậu. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không phải là đối tác đáng tin cậy, họ là những kẻ ăn bám và đâm sau lưng, bằng chứng là ngay sau khi nâng cấp quan hệ với Mỹ lên mức đối tác chiến lược toàn diện, thì lại quay sang khúm núm trước Trung Cộng và Nga. Điều này gây nguy hiểm cho lợi ích của nước Mỹ. Có thể thấy rõ, qua lan truyền clip biểu tình này, họ thể hiện rõ bất mãn với việc Mỹ-Việt nâng cấp quan hệ trong khi Việt Nam vẫn hữu hảo, thúc đẩy quan hệ với các đối tác truyền thống khác. Không thiệt hại gì, cho thấy sự thành công của chính sách đối ngoại độc lập đa phương, điều mà lâu nay thành phần tự nhận chống cộng vẫn khăng khăng đòi Việt Nam phải chọn phe. Còn những cuộc biểu tình như vậy vẫn thường xuyên diễn ra trong mỗi chuyến thăm của các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tới Mỹ kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995. Chỉ có điều là càng ngày, những cuộc biểu tình kiểu như vậy càng có ít người tham gia và không gây được sự chú ý nào đáng kể đối với truyền thông quốc tế cũng như cộng đồng hơn 2 triệu người Việt Nam tại Mỹ. Thậm chí, những cuộc biểu tình này đang gây ra sự phản cảm, thương hại của cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Mỹ. Hà Văn Sơn, một người của chế độ Sài Gòn cũ, người đã từng cầm đầu những cuộc biểu tình phản đối Việt Nam kiểu như vậy cách đây một số năm nhận xét. Những cuộc biểu tình như thế này thực ra chẳng có tác dụng gì hết. Nhiều người tham gia biểu tình phản đối Việt Nam nhưng chính họ đã về Việt Nam lần nào đâu. Họ có hiểu tình hình ở Việt Nam bây giờ như thế nào đâu mà cứ hò hét, đòi hỏi Việt Nam phải thế này, thế khác. Một số người đứng ra quyên góp tiền, tổ chức biểu tình và các hoạt động chống cộng vì mục đích tư lợi cá nhân. Nói thẳng ra là làm tiền chứ không phải là để chống cộng. Nhà báo Minh Giang, chủ kênh Trực Diện TV tại Mỹ nhận định, có vẻ như phong trào biểu tình chống cộng ở Mỹ đã đi vào ngõ cụt. Những người chống cộng bằng mồm trên mạng xã hội, kiếm view, kiếm like trên Facebook, YouTube. Những kẻ gây quỹ bán nón, bán cờ ba sọc không thấy xuất hiện. Tại những cuộc biểu tình này, xem kỹ các clip và các bức ảnh chụp nhóm biểu tình, chỉ thấy lèo tèo vài người đứng tuổi, không hề thấy có người trẻ tuổi nào tham gia biểu tình. Có thể thấy rằng những kẻ chống cộng quyết liệt cách đây mấy chục năm này đã già, chẳng còn hơi sức đâu mà tham gia chuyện chính trị và họ cũng hiểu rằng những cuộc biểu tình như vậy chẳng có thể mang lại điều gì thực chất. Trong khi đại đa số những người trẻ tuổi gốc Việt sinh ra ở Mỹ sau chiến tranh có nhiều hiểu biết khách quan về tình hình đất nước hiện nay. Chỉ có một số rất ít người mang nặng định kiến về Việt Nam, họ bị thao túng bởi những thông tin sai sự thật, nên bị một nhóm những kẻ chống cộng lợi dụng vào mục đích vụ lợi cá nhân, chống lại Đảng và Nhà nước Việt Nam. Bởi thế nên mới có chuyện những người biểu tình nói trên đưa ra những lời vu cáo lơ mơ, kém hiểu biết như nhà cầm quyền Việt Nam đã đưa dân tộc đến chỗ nghèo nàn lạc hậu, hay Việt Nam không phải là đối tác đáng tin cậy, vừa chơi thân với cả Mỹ, Trung Quốc và Nga. Gần 50 năm kể từ ngày thống nhất đất nước, 37 năm kể từ khi bước vào thời kỳ đổi mới, dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt những thành tựu mang ý nghĩa lịch sử, đưa đất nước từ nghèo nàn lạc hậu trở thành một trong số 40 nền kinh tế lớn nhất trên thế giới, xếp hạng thứ 30 trong danh sách các quốc gia hùng mạnh trên thế giới về ảnh hưởng chính trị, kinh tế và sức mạnh quân sự. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 193 nước trên thế giới, nâng quan hệ lên đối tác toàn diện, đối tác chiến lược toàn diện với 30 nước, trong đó có 5 Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và tất cả các nước lớn khác. Việt Nam là đối tác đáng tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Uy tín và vị thế của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế. Tất cả những điều này là sự thật, không có gì phải bàn cãi. Những người đứng sau và những người tham gia các cuộc biểu tình phản đối, các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam sang thăm chính thức hay dự các sự kiện chính trị quan trọng tổ chức tại Mỹ, chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ.